Sáng mùng 5 tháng 9, Hà Nội ghi nhận 6 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 1 ca tại cộng đồng. Tin từ Sở Y tế Hà Nội, từ 18 giờ ngày mùng 4 tháng 9 đến 6 giờ ngày mùng 5 tháng 9, trên địa bàn thành phố Hà Nội ghi nhận 6 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 5 ca tại khu cách ly, 1 ca tại cộng đồng. Các quận, huyện ghi nhận thêm ca dương tính mới là Thanh Xuân, 2 ca, Sơn Tây, 2 ca, Đống Đa, 1 ca, Nam Từ Liêm, 1 ca, phân bố số mắc mới theo các chùm ca bệnh như sau. Ba ca là F1 của các trường hợp ho, sốt trong cộng đồng. Một ca thuộc chùm sàng lọc ho, sốt trong cộng đồng. Hai ca thuộc chùm liên quan thành phố Hồ Chí Minh. Ca dương tính tại cộng đồng thuộc chùm sàng lọc ho, sốt trong cộng đồng. Đó là VVC Nam, sinh năm 1936, tại phố Trung Tả, phường Thổ Quang, quận Đống Đa. Ông VVC xuất hiện sốt, mệt mỏi từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 4 tháng 9. Người này đi khám tại Bệnh viện Lão khoa Trung ương được làm test nhanh dương tính. Sau đó được lấy mẫu xét nghiệm gửi sang bệnh viện Thanh Nhàn làm xét nghiệm khẳng định, kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Trong số 5 ca ghi nhận trong khu cách ly có 3 ca là F1 của các trường hợp ho, sốt trong cộng đồng. Trong đó riêng phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân có 2 ca là VTNA, nữ, sinh năm 1999 và VTPA, nữ, sinh năm 1999. Cả hai người này đều sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 23 tháng 8, được lấy mẫu xét nghiệm 3 lần âm tính đến ngày 31 tháng 8 được xác định là F1 và được chuyển sang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa Đống Đa đến ngày mùng 4 tháng 9 xuất hiện triệu chứng, được lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2, trường hợp NTH, Nam, sinh năm 1986, ở phường Mệ Trì, quận Nam Từ Liêm, là F1. Ngày 27 tháng 8, NTH được lấy mẫu xét nghiệm âm tính và chuyển cách ly tập trung đến ngày mùng 4 tháng 9, được lấy mẫu xét nghiệm lần 2. Kết quả dương tính với SARS-CoV-2, hai ca thuộc chùm liên quan thành phố Hồ Chí Minh gồm nợ TTV, nữ, sinh năm 1994, ở huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và VTHT, nữ, sinh năm 1997, ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 8, hai người này đi từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội bằng ô tô sau đó được chuyển cách ly tập trung tại thị xã Sơn Tây. Ngay sau khi qua chốt kiểm dịch, đã có xét nghiệm lần một âm tính, đến ngày mùng 4 tháng 9 có triệu chứng được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, cho kết quả dương tính. Như vậy Tính từ ngày 29 tháng 4 đến nay, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận 3.480 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 1.562 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly là 1.918 ca. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!